ghi nhận vào ngày 27 tháng 1, tức mùng 6 Tết Quý Mão 2023. Khu vực Suối Yến hướng vào Bến Trò, tấp nập thuyền chở khách thập phương tới khai hội Chùa Hương, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Gần 5.000 đò được hạ thủy để phục vụ nhu cầu đi lại của du khách. Điểm mới của mùa lễ hội năm nay là bán vé bằng hóa đơn điện tử. 10 lối kiểm soát vé được lắp đặt mới. Hệ thống kiểm soát vé qua mã QR trong ngày hoạt động trơn tru, không có hiện tượng vé giả. Năm nay, ban tổ chức cũng thí điểm mô hình chạy xe điện tại các điểm bến xe để du khách về Chùa Hương thuận tiện tham quan, thưởng ngoạn vẻ đẹp của thắng cảnh Hương Sơn. Tưng bừng tổ chức lễ hội khai xuân Chùa Hương vào mùng 6 tháng Giêng hàng năm. Đây là truyền thống từ hàng trăm năm nay. Đặc biệt là vào dịp đầu xuân, thì chùa chiền, hang động lại tiếp tục mở cửa đón mừng xuân mới và mở rộng vòng tay đón bà con Phật tử nhân dân khắp mọi miền chảy hội Chùa Hương. Đây là nét đẹp của truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam. Con đường lát đá dẫn lên chùa Thiên Trụ đông nghịch khách thập phương. Phí tham quan Chùa Hương đối với người lớn là 80.000 đồng một lượt, còn trẻ em là 40.000 đồng một lượt. Giá dịch vụ xuồng đò 2 chiều đi tuyến Hương Tích là 50.000 đồng một người, tuyến Long Vân Tiết Sơn là 35.000 đồng một người. Tại ga cáp treo, người dân mua giá vé cho chiều đi và chiều về là 220.000 đồng một người. Hầu hết người dân hành hương về khu di tích thắng cảnh Hương Sơn đều đến với động Hương Tích. Càng tiến vào sát cửa động, lượng người càng đông và chật kín. Du khách đưa tay hứng nước từ nhũ đá của hang động với hy vọng có được may mắn trong cuộc sống. Đoàn có 67 người đi về hành hương để cung kính tam bảo và dự lễ khai hội. Tâm trạng của đoàn đi rất là vui vẻ. Cũng có chút đỉnh phẩm vật để về cung kính tam bảo, dâng hương. Trước hết là cũng muốn mong mỏi là quốc thái dân an, toàn dân an lạc, hòa bình, gia đình thì vui vẻ hạnh phúc, người người được chữ bình an, được khỏe mạnh, con cháu thì cát tường. Mùa lễ hội năm 2021 và 2022 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên Chùa Hương lùi thời điểm đón khách và không tổ chức lễ khai hội.